Messi, được người đẹp siêu vòng 3, hứa thưởng nóng đầu năm 2022, với kỳ quan 7 quả bóng vàng. Trong ngày đầu tiên của năm 2022, Lionel Messi và PSG bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ Suzy Cote, người đẹp từng đăng quang Miss bambum, giải thưởng sắc đẹp thường niên ở Brazil dành cho cô gái có vòng 3 ray đẹp nhất. Cụ thể, thông qua tài khoản mạng xã hội OnlyFans, Suzy Cote tuyên bố sẽ chụp bộ ảnh mặc đồ lót có in logo PSG để cổ vũ đội bóng nước Pháp giành nhiều chiến thắng hơn trong năm 2022. Suzy Cote vốn là fan cuồng của PSG nói chung và Messi nói riêng. Trước đó, cô nàng từng gây sốc với dự định chụp bộ ảnh khỏa thân ở sân công viên các hoàng tử nhân sự kiện siêu sao 34 tuổi giành quả bóng vàng 2021. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, lời hứa của người đẹp chưa được thực hiện. Ước mơ của tôi là được khỏa thân vì Messi. Anh ấy là tất cả đối với tôi không có ý xúc phạm Ronaldo, nhưng Messi xuất sắc hơn nhiều, có tê tâm sự trên mạng xã hội. 2021 là năm cực kỳ thành công với cá nhân Messi. Anh cùng đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch Copa America trước khi giành quả bóng vàng thứ bảy trong sự nghiệp. Tuy nhiên, kể từ thời điểm chia tay Barcelona để gia nhập PSG, siêu sao 34 tuổi không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Anh chỉ đóng góp 6 bàn, 5 kiến tạo sau 16 trận ra sân trên mọi đấu trường, 1 bàn, 5 kiến tạo sau 11 trận ở Liga 1. Bất chấp sự trồi sụt của Messi, PSG vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng Ligue 1, 46 điểm trên 19 trận, hơn đội nhì bảng 13 điểm và tràn trề cơ hội đòi lại chức vô địch. Ở Champions League, thầy trò Mauricio Pochettino cũng lọt vào vòng 1-8, gặp Real Madrid. Kỳ quan bảy quả bóng vàng, có lẽ phần lớn chúng ta đều đã cảm thấy nhàm chán, trừ các fan ruột của Messi và Ronaldo, khi suốt hơn một thập kỷ đã qua, cái tên cuối cùng được vinh danh trong lễ trao giải quả bóng vàng châu Âu đều là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trừ ngoại lệ hiếm hoi năm 2018, khi Luka Modric đánh bại hai cái tên sừng sỏ kia để giành lấy danh hiệu danh giá của tạp chí Frank Football. Năm nay thì chẳng có bất ngờ nào cả. Messi với 613 điểm đã cán đích ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng quả bóng vàng 2021. Một trong những yếu tố quan trọng khiến cựu cầu thủ Barcelona được các nhà báo tham gia bình chọn đánh giá cao là việc Anh đã tỏa sáng và giúp Argentina vô địch Copa America. Điều đáng nói, đây là quả bóng vàng thứ bảy trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina, giúp Anh trở thành một hiện tượng lịch sử sân cỏ vô tiền khoáng hậu và chắc phải mất cả thế kỷ nữa mới có người bắt kịp thành tích của Messi. Kỳ quan thứ bảy dành cho Messi là hoàn toàn xứng đáng bởi những chiến công vang dội mà anh đã đạt được trong hành trình bóng đá của mình một năm qua nhưng cũng hãy dành những tràng pháo tay cho người xếp thứ hai trong danh sách với 580 lá phiếu, Robert Lewandowski. Tiền đạo 33 tuổi đã duy trì phong độ hủy diệt trong năm 2021 với 64 bàn thắng cho Bayern Munich và đội tuyển quốc gia Ba Lan. Anh nhận được giải thưởng tiền đạo xuất sắc nhất năm. Dù không đánh bại được Messi ở cuộc đua quả bóng vàng, nhưng đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của siêu tiền đạo người Ba Lan. Đó cũng có thể coi là sự kiện lớn nổi bật cuối cùng diễn ra trong năm 2021 một trong những năm bóng đá dị thường nhất sắp trôi qua với hàng loạt những bom tấn mà người hâm mộ được may mắn chứng kiến. Không chỉ toàn niềm vui, những màn hò reo phấn khích như khi ta ngắm nhìn thần tượng hay nhảy cẫng lên vì đội bóng ta yêu ghi bàn. Đó còn là những khoảnh khắc khiến trái tim ta như dừng nhịp đập và cầu mong sẽ có một pha lội ngược dòng thần thánh. Một năm bóng đá đầy gấp gáp với cường độ thi đấu siêu dày đặc khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi ngang với các cầu thủ. Chúng ta đã cùng nhau chúc mừng Lionel Messi, tiếc nuối cho Lewandowski, hò reo khi Italia nâng cao chiếc cúp vàng tập ăn mừng theo phong cách ronaldo khi anh lập công tại nhà hát của những giấc mơ cùng khẩn cầu cho ericsson được cứu thoát khỏi bờ vực